Tâm ơi. Ai vậy? Tao nè. Kêu gì vậy? Đang làm gì vậy? Tao giặt đồ nè. Ê, đi chơi không? Thôi không đi đâu, giặt đồ bắt công bà gì nó chửi chết. Thôi đi chơi tao xíu đi, về giặt. Về? Đi chơi tao xíu đi rồi về giặt. Thôi không đi đâu. Thôi mà, đi đi mà. Thôi không đi đâu mày ơi, mắc bị chửi chết. Trời, bữa nay bị gì ta? Mấy anh chơi làng đang chơi cái con ngoài kìa. Trời, mấy anh chơi làng được kể, mấy anh chơi làng. Cái gì? Mấy ông đang chơi cái con ngoài kìa. Dữ gì sao? Đi chơi tao đi. Thôi tao không có đi đâu mày ơi. Trời ơi, thiệt nhỏ thì này. Thì mất công là bà gì tao thấy bà chửi chết. Không có đi đâu. Đi xíu rồi về. Thôi, không có đi mà, thiệt. Ôi. Đi. Hay đi xíu về nha. Ôi trời, có con nhỏ này. Để tao bơi cho mày lẹ đi mày ơi. Chị mà nói không đi đó, nghe trai cái là tôm tớp à. Có mày mê trai chứ ai mê trai. Tao không hề mê trai hết cái sùng sùng. Mày bơi cái kiểu gì vậy? Ở chỗ nào? Phía trên làng bên kìa, tràn trên đó kìa. Rồi. Ôi, mấy anh trai làng đẹp trai dễ thương quá. Đứng lại. Về kìa mẹ. Dạ, dạ thưa dì, con mới về. Đi đâu tới giờ mới về à? Con đi ra đầu làng, con mới về. Đi ra đầu làng làm gì? Tao đâu có kêu ngoài đâu. À, con đi làm công chuyện. Công chuyện gì? Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì? Chặt đồ chưa? Xíu giặt sao? Xíu giặt sao gì? Đồ đã không có đồ để mặc rồi. Mà xíu giặt sao? Rồi đồ đâu? Ở ngoài bờ sông. Ôi mày để ngoài bờ sông rồi chúng đi ra chúng lấy hết trơn rồi. Mẹ con tao mặc cái gì? Chắc hả? Giờ không chừng nó đi ra ngoài không còn bộ đồ để bận luôn á mẹ. Ủa hồi mơ tao nhớ tao dặn là đi giặt đồ xong là đi ra ngoài đồng gặt lúa. Bây giờ gặt lúa chưa? Thì con gặt được phân ít thì để chiều ra gặt nữa. Gì chiều ra gặt nữa hả? Dạ. Người ta đợi mày chiều ra mót lúa gặt lúa ở ngoài đó là người ta đem về hết trơn rồi. Người ta gặt về hết trơn không còn tới lượt mình gặt đâu ha. Trời ơi là trời, ăn tối mẹ đi đâu mày nói khai thiệt cho tao nghe. Lẹ lên. Dạ con. Con lẹ lên. Lẹ. Dạ dạ con đi nhìn trai mà. Mẹ thấy chưa? À, không có, con đi ngay đầu làng, con làm công chuyện. Công chuyện gì hả? Mày có công chuyện lớn, công chuyện nhỏ gì để mày làm? Ở cái nhà này tại sao mày không ở nhà mày phục dịch ở nhà này mà mày đi ra ngoài đó mày làm công chuyện? Ai mướn mày, ai sai mày? Hả? À, nói mày. Gì ơi, gì đi quánh con gì hả? Gì đi quánh con gì ơi? Nhà tao chưa, tao mới đụng vô luôn á. Tao chưa có làm gì luôn, mới đụng vô. Xử bé đi mẹ. Ai vậy? Gì ơi, đừng quánh con gì ơi. Ê gì ơi. Đừng quánh con gì ơi. Hả bây giờ sao hả? Tao nói cái đầu mày là cái đầu mày chứa gì ở trong vậy hả? Cái sình chứa đất ở trong hay là chứa cái gì? Đầu con chứa đất. Nói tới nha. Nói tới cái này có hay quá. Quạo nha. Quạo thiệt đó, khúc này quạo thiệt đó. Mà làm gì đi hơi bị lâu đó. Nha. Quánh nhiều đủ rồi đó. Mệt nha. Từ từ tới giặt không được hết trời. Mày từ từ giặt rồi cỡ hả mẹ con tao chiều nay lại lấy cái gì mặc hả? Mày có tay có chân sao mới tự giặt đi? Bây giờ vậy nuôi mày làm gì hả? Tao nuôi mày làm gì? Trời ơi. Thôi từ từ tao giặt cho. Con gái gì mà không có nên nó tối ngày mà đi ngó trai. Mày thấy không? Hả ăn rồi không à? Có làm được gì đâu, có mấy công chuyện nhà không mẹ thấy có làm đâu. Còn mày nữa, mỗi lần nhìn cái mặt mày tao ớn ốc quá. Sao vậy? Ô con gái gì mà xấu. Con gái của mẹ đó. Mà tao nói thiệt á, đời tao sao có hai đứa tụi ở chung, hai đứa tụi bay thiệt á. Không có đẹp như tao vậy trơn. Không, con ghẻ nha. Con là con riêng của mẹ con. Là con không có giống gì nha. Gì xấu là có được con nhận nha, nhưng mà con đẹp. Con được biết con đẹp nha. Mày cuốn gói ra khỏi nhà tao đi. Rồi mày khỏi khen đẹp xấu với tao. Nhà của con, cái nhà nào cuốn gói. Cái gì? Nhà của ai? Nhà của mẹ con, mẹ để lại cho con. Gì là người thứ ba đi, gì phóng vô, đã vô và gì đuổi con ra khỏi nhà. Trời ơi. Nhà này là nhà của chị. Trời ơi, nó nghe nè. Ông bà kia ra ngoài kia dành đất cho ông bà nằm ngoài kìa. Trời ơi. Ba mày cưới tao về đây nha, để làm vợ, để quản lý cái gia đình này. Mà xui thai thì ông ngủm sớm. Thì cái gia sản này thuộc về mẹ con tao. Rõ ràng. Trời ơi, đừng có nói tao là gì ghẻ ác độc nha. Cái nào đúng đúng, nào sai sai thôi. Cái phận mình á là cái phận hả, một coi một cút. Thì á, biết mà phục dịch người ta đi. Tao còn cho ăn cơm hẩm cháo hoa ha. Gọi gì? Cái gì mà khóc? Rồi lẹ vô đút cơm nè. Rồi. Đứng nhìn cái gì? Dạ anh vô liền. Mày á, nói tới là thấy bực mình nè. Mẹ thấy không? Nói tới là bả trả treo kìa. Rồi tao nhìn mặt mày tao cũng ớn ốc quá. Mẹ ngộ quá à. Con gái gì mà không có đẹp như người ta vậy chứ. Ồ, chứ tao mượn bà ưa.
vợ bé mà làm mà vợ lớn nữa vô đây muốn ăn củ cải nhà này, có cái nịch đó vô đây ngồi ăn nhìn thấy mắc ghét. Hôm nay nắng cũng ngon nè. Tắm ơi, Cám dạ. Ơi dạ. Làm gì gú trong nhà hoài vậy hai bà? Dạ con đang nấu cơm. Hả? Đi ra ngoài có tranh thủ mà cào ba cái lúa ra phơi kìa. Bữa giờ mưa rầu gần chết, bữa nay có cái nắng ngon ngon nè. Tranh thủ đi phơi trọn con nắng này coi. Cái gì? Sao mẹ không kêu chị đi, mày kêu thêm con chi vậy? Nắng nó không chết luôn à. Ha. Đi ra phơi lúa lẹ lên, nhanh lên. Cám đi vô nhổ tóc sâu cho mẹ nè. Dạ. Dạ. Vậy có được không? Cái thằng Liên Đụng ơi, nghĩ sao thân thể ta ngọc ngà gì nè. Mà giữa trưa nắng hè bắt người ta cào lúa gì nè. Trời ơi, cái kiểu này mà đen xài chắc 8 cái kem trộn chứ chưa hết đen nổi quá. Sao mà nó mệt dữ vậy trời. Sao mà nó mệt dữ vậy trời. Mệt hả? Mệt đưa cho dì cào cho con. Dạ cảm ơn dì nha. Ừ. Nè cào vậy nè. Đúng rồi, phải cào như vậy. Đó. Tốt lắm. Đúng rồi. Ở bên phải chút xíu nè. Đúng rồi. Đó. Đảo đều vậy nè. Cho con... Dạ dì. Sao kêu cào lúa hay ngồi đây nghỉ dưỡng? Đâu có đâu con cào mà. Ủa tại sao nãy không làm vậy đi? Hả? Ngồi điệu đà có gắn cái gì đâu. Trời đất ơi, nãy giờ tao mới đi nha. Gắn cái gì vậy? Bông hả? Không, cái này con trang trí ngoài cái tạo hình cho nó giao diện cho đẹp đẹp xíu. Rồi đẹp chưa? Đẹp miếng nào chưa nói nghe coi. Hả? Trời đất ơi, nhìn cái người mày hả, một ngày hả? Trét cỡ 4 tấn kem trộn lên còn chưa đẹp nổi nữa. Con ngoài nắng không có gì con trắng nổi. Để vậy con nói rồi, có con là đẹp hả? Thôi khỏi đi. Mẹ. Thôi nhưng mà xấu chứ cũng là con gái cưng của mẹ đúng không? Trời ơi chứ sao mẹ nhìn kìa. Mày trời mới cái gì? Mày trời mới cái gì? Đâu có đâu. Hả? Tao mới thấy mày trời mới rõ ràng luôn hả? Mày ý kiến gì hả? Đâu có làm gì mày đâu. Mày ý kiến gì? Mày làm tao kêu mày làm, mày không bao giờ mày làm. Mày tối ngày mày ngồi đó mày hái qua bắt bướm hả? Mày muốn gì? Hồi sáng giờ tao ứa gan mày lâu lắm rồi nha. Kêu đi giặt đồ á thì chạy lên trên coi trai làng kéo co đấu vật. Rồi bây giờ hả kêu rồi ăn giặt gì coi kìa, coi kìa nó xào một hồi cái lúa thành gạo luôn nè. Ở chiều nay nấu cám cho mày ăn luôn đó hả? Người ta nói mày im ru hay gì, mày không nói được câu nào hay gì gì nói cái là con trả lời cái rồi đó nói đó, cái trả treo vậy đó đó sống sao mà vừa lòng mày hả? Chứ bây giờ gì cứ nói thẳng là gì ngứa đâu con gãi cái một luôn cho chứ không có làm gì mà vừa ý gì chứ cứ mệt quá trời mệt thì mày nghĩ cái tay mày đụng được vô cái lưng tao hả ngứa. Trời ơi, cơ thể tao là cơ thể vàng ngọc chứ không phải là sình đất như mày. Đúng nha. Ôi ôi là trời, biết rồi sao, tao không biết làm sao luôn á. Tao nói thiệt mày hả, tao mà người không có lòng nhân ái tao đã mày ra đường lâu lắm rồi. Như là nhà của con mà. Nhà tao. Nhà là nhà của gì? Trời ơi, bây giờ tao ở đây nhà tao, bây giờ hai đấu một không chột cũng què. Hai mẹ con tao ở đây nè, bây giờ mình gọi giỏi vô mày giành đi. Ơi. Trời ơi, em cứ nhắc đi nhắc lại với chị rồi. Cái nhà này là của mẹ con. Đúng em. Rồi. Chứ không có thuộc quyền sở hữu của chị. Trời ơi. Mơ nha. Nói nghe nè, thân phận mình ăn nhở đậu thì gán mà hả, làm cho tốt công chuyện đi nha con. Rồi dì thương nha con. Rồi giờ làm gì? Hả? Lo làm đi. Trời, cái bản mặt là thấy không ưa nổi. Lo mà làm cho xong á, còn không á chiều nay là đừng có ăn cơm nha. Nhìn thấy mà ứa gan. Vô đi mẹ ơi, nắng lắm chứ. Nắng quá. Trời ơi, nhà của Cao kìa. Trời ơi, nhà em. Chắc có nhà của bà. Trời ơi. Bà mẹ thì ác như quỷ sứ gì, nhỏ con thì hung dữ như quỷ vậy. Ôi, mệt. Quá trời mệt rồi. Ôi, nắng quá trời nắng. Trời. Này giống con tắm trời. Ê. Gì vậy? Đi đâu vậy mẹ? Đi lên đầu làng chơi nè. Đầu làng chơi hả? Ừ. Đừng nói mà ngắm anh trai làng nữa nha. Trai đâu mà ngắm hoài. Cảnh đâu? Làm gì? Phụ tao này coi. Sao mày không làm mày cứ tao phụ? Thì phụ tao chị nó chịu về gì nó trả cho 3 đồng. Thôi giờ tao đi chơi rồi. Phụ đi. Vậy tới 3 đồng còn đòi gì nữa? Thôi vậy thôi bạn bè tao giúp đó nha. Nhưng mà chiều trả đầy đủ cho tao rồi. Nha. Rồi. Nè.
làm biến mới sợ luôn. Tao làm biến thì mới mướn mày chứ, tao xin tao mướn mày làm gì? Chị không trả tao tới chỗ. Rồi, chứ thủ này lẹ đi. Bên kia đó kìa, bên kia đó kìa. Bé ơi bé, là lẹ lẹ giùm chị đi bé ơi. Mày không có ba đồng tao quýnh mày đó. Nhanh 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 đi. Đẩy nhanh tiến độ nào. Nắng lên rồi. Tớ mẹ thấy nhiều khi mẹ đẹp mà mẹ chôn vùi thanh xuân quá. Vậy gì vậy, con làm xong rồi gì ơi? Gì? Dạ con cào xong rồi. Trời ơi, như đó lúa mà nó cào xong nãy chứ mới đây mà cào xong rồi. Không biết xong thiệt hay là trốn cái đám đó, đám thóc đó rồi chạy vô đây gì không biết. Xong thiệt rồi. Tao mà ra tao mà thấy mà nó không rồi một cái là tính gì với tao. Ừ. Dạ không xong rồi cái gì vậy, kiểm tra thử là xong rồi. Ủa sao mày làm hay gì tắm? Mà bây giờ mà ai mà dùng tay chân nó gì ơi. Cái người mà muốn thành công á là phải dùng cái này. Là cái bông á hả? Không, cái đầu. Không vô chống nấu cơm hay gì? Ủa mẹ, cái gì? Chị nói là dùng cái đầu, thì là lấy cái đầu cào lúa hả? Ai mà lấy cái đầu cào lúa, mày ghét cái đầu mày ngu dữ vậy? Thì chứ chị nói kìa. Để tao ra ngoài tao kiểm tra coi làm gì được. Đi. Nắng quá. Trời đất ơi. Ủa gì? Con mẹ. Dạ. Ai kêu mày làm đây đây? Dạ con tắm nó mướn con á. Nó mướn mày. Dạ. Bao nhiêu? 3 đồng luôn gì? 3 đồng luôn. Dạ. Trời đất ơi, con nói này lấy tiền ở đâu ra ta? Cái gì mà chế sáng vậy? Tắm ơi. Dạ. Mày lấy tiền ở đâu mà mày mướn con mẹ đây hả? Vậy lấy ông tủ cái gì á? Trời đất ơi. Trời ơi. Trời đất ơi, tiền tao không dám xài mà mày dám lấy mày mướn người ta làm lúa hả? Vậy thôi ra đi nấu cơm mà. Trời thánh thần ơi. Bà ghen nha. Trời ơi. Trời đất, cái con này nó ngang ngược chứ vậy. Rồi. Để con.